Đại tỉnh Bình Phước chiều qua cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng trên đường DT753 đoạn qua ấp Suối Gia, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú. Tai nạn giữa hai xe máy và xe tải ben khiến một người chết, ba người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ chiều qua, nam thanh niên tên Riết, 31 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, điều khiển xe máy biển số 93C143761, lưu thông trên đường DT753, hướng từ thành phố Đồng Xoài đi Mã Đà, Đồng Nai. Đến ấp suối Gia, xã Tân Hưng, bất ngờ va chạm với xe máy biển số 93M129421 do ba nam thanh niên chưa rõ tên tuổi, điều khiển, chở nhau, lưu thông theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến cả 4 người trên hai xe máy bị ngã vang xuống đường. Cùng lúc này, chiếc xe tải Ben biển số 93C09857 chưa rõ người điều khiển. Lưu thông cùng chiều với xe máy của anh Riết cũng vừa lên tới, không kịp xử lý. Cán vào người anh Riết khiến anh này tử vong tại chỗ. Ba người còn lại bị thương nặng, được đi cấp cứu sau đó. Hai xe máy hư hỏng, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.